Chào mừng quý khách đến với video giới thiệu về Hồ Tà Phình của Let's Tour. Hồ Tà Phình thuộc bản Tà Phình, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Nơi đây cách Hà Nội khoảng 190 km và các trung tâm thị trấn Mộc Châu khoảng 30 km. Bản Tà Phình là nơi sinh sống của dân tộc Mông. Cảnh vật và con người tại nơi này luôn luôn có sức hấp dẫn mãnh liệt vì nơi này nồng ấm tình người, không gian yên bình giữa vòng ôm của đại ngàn Tây Bắc với một màu xanh mướt bát ngát bao la. Đó là màu xanh thẫm của đồi núi trùng trùng, của từng lối mòn đường đi hay những rặng cây lấp ló sau nhà. Tà Phình ngập chìm trong rừng cây, nhiều nhất chính là mận và đào. Khi nhắc đến Tà Phình trong du lịch Mộc Châu, có lẽ du khách sẽ liên tưởng đến vẻ đẹp của những cánh đồng hoa cải trắng, những vườn hoa đào đầy thơ mộng. Nhưng ít ai ngờ rằng, bản Tà Phình lại có một cảnh quan tuyệt đẹp khác, đó chính là Hồ Tà Phình. Một hồ nước nằm gọn trong một thung lũng, rộng gần 300 hecta, được chia thành hai khoang rộng. Trước kia, thung lũng này là nơi bà con trong bản canh tác, làm ruộng lúa, nương ngô. Nhưng do mùa mưa dài ngày, nước về nhiều và đọng lại, tạo ra khung cảnh Hồ Tà Phình đẹp thơ mộng như ngày nay. Nơi đây đã được du khách yêu mến, ví von như một danh thắng Tràng An thu nhỏ giữa lòng Mộc Châu. Hồ Tà Phình đã tạo nên sự khác biệt trong bức tranh du lịch Mộc Châu thân quen. Còn gì thú vị hơn và hấp dẫn hơn khi du lịch Mộc Châu, du khách được du thuyền trên một hồ nước mênh mông, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bức tranh sơn thủy Hồ Tà Phình, du ngoạn trong không gian xanh. Xanh trong mơ hồ, trong ảo giác, xanh trong cái lạnh se sắt, xanh trong nơi nào có độ nắng mong manh, hiu hắt và nắng cũng xanh. Con đường cũng xanh trong sương mờ, hai bên là những thung lũng đào, thung lũng mận. Con đường xanh ấy dẫn du khách tới những ngôi nhà nhỏ chìm nghỉm trong rừng hoa, những ngôi nhà lá nhỏ nhắn của người Mông trong bản Tà Phình. Có lẽ chỉ mô tả đến đó, du khách chắc chắn sẽ say trong sắc xanh lãng mạn của Tà Phình, say cảnh sắc nên thơ của Hồ Tà Phình và say cả tình cảm của con người nơi đây luôn mến khách, thật thà và nồng hậu. Mộc Châu luôn là điểm đến ấn tượng không thể bỏ lỡ. Quý khách hãy cùng Let's Tour du lịch Mộc Châu để lần lượt trải nghiệm những cảnh sắc đẹp mê hoặc lòng người này nhé. Tour Mộc Châu phù hợp cho du khách đi 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm. Lịch trình và báo giá chi tiết, quý khách vui lòng xem tại website letstour.com. Quý khách cần tư vấn trực tiếp và đặt tour du lịch Mộc Châu, xin liên hệ cho Let's Tour theo hotline 0904 566 444. Quý khách hãy đăng ký kênh YouTube này để luôn cập nhật các video du lịch mới nhất của Let's Tour. Và đừng quên like video, để lại bình luận và chia sẻ đến mọi người cùng xem, góp phần quảng bá du lịch Mộc Châu ngày một phát triển nhé. Let's Tour, hãy cùng chúng tôi đến nơi bạn thích.